10 năm xa quê, trong lòng tôi luôn canh cánh nỗi mong nhớ người thân, bạn bè. Tôi mong được một lần trở về Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan ngậm ngùi. 10 năm sang Mỹ định cư cùng gia đình, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan luôn mong mỏi được trở về thăm quê. Những ước nguyện của ông vẫn mãi chưa thành hiện thực do với tuổi già, sức yếu. Chia sẻ với Vietnamnet, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan nói: "Thành thật mà nói, tôi không bao giờ nghĩ mình ngày sống nơi xứ người thế này. Nhiều người không hiểu trách chúng tôi sao lại đi bỏ quê hương. Tôi không biết phải chia sẻ thế nào, bởi mỗi nhà mỗi cảnh. Vì để giúp con nhẹ gánh cuộc sống, tôi và vợ quyết định chuyển sang đây chăm sóc các cháu nhỏ để chúng tập trung công việc. 10 năm xa quê, trong lòng tôi luôn canh cánh nỗi mong nhớ người thân, bạn bè. Tôi mong ước một lần được trở về Việt Nam, đi qua những con đường, quán quen, cùng ôn lại những kỷ niệm xưa cũ." Tuy nhiên, do tuổi cao sức yếu nên nghệ sĩ Diệp Lan khó lòng trở về Việt Nam. Ông chia sẻ: "Tôi từng suy nghĩ trước khi mất nhất định phải về quê hương một lần. Tuy nhiên quãng đường bay hơn 20 tiếng quá dài khiến tôi lực bất tòng tâm. Các bác sĩ không cho tôi đi vì sợ đi lên máy bay, không khí loãng, ảnh hưởng đến tim và máu không lưu thông. Đây có lẽ cũng là điều tôi hối tiếc những năm cuối đời", nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan ngậm ngùi. Rời sân khấu nhiều năm, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan vẫn nặng lòng với nghệ thuật. Đôi khi ngủ trong vô thức, ông vẫn hát, nghẹn ngào nhờ sân khấu ở quê nhà. "Tôi biết khán giả vẫn còn yêu quý mình lắm, tôi ghi nhớ và trân trọng tình cảm bằng tất cả những gì. Tuổi này tôi không còn hơi sức để ca diễn, nhưng vẫn hát ở nhà mỗi khi rảnh rỗi. Đôi khi tôi ngủ trong vô thức, vẫn hát. Mấy lúc giật mình dậy, tôi nghẹn ngào vì quá nhớ sân khấu quê nhà." Cách đây vài năm, khi nghệ sĩ Hồng Nga làm live show, Diệp Lan được mời tham gia một vai diễn trong vở tuồng Tô Ảnh Nguyệt. Khi ấy khán giả đến xem chật cứng, cổ vũ các nghệ sĩ, khiến Diệp Lan như được sống lại thời huy hoàng của mình. Ông chia sẻ, nhờ có khán giả mà ông không thấy mình lạc lõng, dù đã từ sân khấu nhiều năm. "Gần đây, các bản nhạc của tôi đã được đăng tải trên trang mạng xã hội, đều đạt lượt cao xem. Gần đây, các bản nhạc của tôi được đăng tải trên mạng xã hội, đều đạt được lượt xem, trong đó bản Bông Hồng Cài Áo đặt triệu view khiến tôi xúc động. Tôi nhờ bà xã lên đọc từng bình luận khen ngợi từ mọi người. Đây cũng xem như món quà quý giá tôi góp mặt được những năm cuối đời." Trong số những người con của Diệp Lan, chỉ có con trai út Diệp Tiên nối nghiệp cha. Dù không ca hát, nhưng anh làm đạo diễn và gặt hái được một số thành công nhất định. "Từ khi con trai mới chập chững vào nghề, tôi thường căn dặn các con, làm gì thì làm, con phải tìm tòi, học hỏi những cái mới, đừng lặp lại hay ăn cắp của ai. Không riêng gì Diệp Tiên, tôi mong thế hệ các em cháu sau này cũng sẽ xem đó là chuẩn mực nghề nghiệp. Cái lương đi xuống là điều đáng buồn, nhưng khán giả sẽ không bỏ nghệ sĩ nếu chúng ta nhiệt tâm cống hiến với nghề", nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan gửi gắm. Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan tên thật là Dương Công Thuần, ông sinh năm 1941 tại Sa Đéc. Diệp Lan là nghệ sĩ cải lương, sân khấu, diễn viên điện ảnh, đạo diễn. Năm 8 tuổi, ông theo nghiệp ca hát. Vì có cha là thầy đàn bà Diệp, tham gia đoàn cải lương Tam Phụng. Đến năm 1962, Diệp Lan gia nhập đoàn hát Kim Trường và bắt đầu đạt được những thành tựu trong sự nghiệp. Ông ghi dấu ấn với khán giả qua các vai diễn trong các vở như Đời Cổ Lựu, Tìm Lại Cuộc Đời, Tiếng Hò Sông Hậu, Tâm Sự Ngọc Hân. Nghệ sĩ Diệp Lan là một trong những kép độc hay nhất của sân khấu cải lương. Năm 1963, ông đặt tại Thành Tâm. Năm 2003, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vì những đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!